Chàng con lai. Mới đây chàng ca sĩ con lai đã đến Đồng Nai. Cuộc gặp giữa nam ca sĩ Mỹ gốc Việt Randy với bà cụ ở Đồng Nai cùng cảnh ngộ người đi tìm mẹ kẻ mong gặp lại con diễn ra trong mừng tuổi. Hai người quyết định cùng lấy mẫu máu để xét nghiệm ADN. Mới đây chàng ca sĩ con lai đã đến Đồng Nai tìm gặp bà cụ tự nhận nhiều khả năng là mẹ đẻ của Randy. Đứa con bị bỏ rơi ở viện mồ côi những năm 70 cho biết bà cụ ở Đồng Nai không phải trường hợp đầu tiên mà lâu nay đã có trên 20 phụ nữ liên lạc và nghĩ anh chính là đứa con lai của họ. Tuy nhiên Randy cho rằng những thông tin bà Hạ cung cấp có xác suất trùng hợp cao nhất với mẹ ruột của mình. Mặc dù còn một số thông tin về ngày tháng năm sinh hoặc cảnh ngộ khi đưa con vào viện mồ côi không khớp nhau, nhưng sau buổi trò chuyện cuối tuần qua, cả hai vẫn quyết định lấy mẫu máu để xét nghiệm ADN. Nhà ngoại cảm nói là mẹ tôi đã mất nhưng từ sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn linh cảm mẹ còn sống ở Việt Nam. Khoảng 2 đến 3 tuần nữa sẽ có kết quả xét nghiệm ADN. Nếu đúng bà cụ là mẹ của tôi thì tuyệt vời quá. Còn nếu không phải thì tôi vẫn xin được nhận bà là người mẹ tinh thần của mình. Randy tâm sự. Randy cho biết anh hồi hộp mong chờ kết quả xét nghiệm ADN. Nhưng nếu ngay cả những trường hợp người nhận là mẹ này vẫn không đúng thì anh sẽ công bố kết quả ADN của mình trên các phương tiện truyền thông để người mẹ nào hoàn cảnh tương tự có thể tiện đối chiếu. Tôi luôn hy vọng mẹ còn sống, nhưng nếu sự thật mẹ đã mất thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Dù thế nào tôi cũng cần phải kiểm chứng rõ ràng. Trong trường hợp nếu mẹ mất thật thì tôi hy vọng mình vẫn còn anh em họ hàng thân thích. Anh bộc bạch, thời gian qua Randy cũng liên lạc với chương trình truyền hình như chưa hề có cuộc chia ly phát trên sóng VTV1 để nhờ mẹ tìm giúp. Đến nay, ban tổ chức chương trình thông báo đã tìm được một cô gái ở Đà Nẵng, có khả năng chính là em ruột của Randy. Bước đầu cô gái này kể rằng mẹ đã qua đời cách đây khá lâu và cô vẫn còn giữ bức ảnh của anh trai hồi nhỏ. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể về trường hợp này vẫn được chương trình giữ bí mật đến phút cuối. Người phụ nữ ở Đồng Nai gần đây nhận có khả năng là mẹ của Randy tên Hạ, quê ở Huế, năm nay 72 tuổi, hiện sống một mình trong một gian trọ nhỏ ở huyện Trảng Bom. Bà cụ cho biết một lần tình cờ đọc bài báo viết về ca sĩ Randy, người Mỹ gốc Việt đi khắp nơi tìm mẹ. Bà bàng hoàng bởi câu chuyện cuộc đời anh có nhiều điểm tương đồng với đứa con trai của bà bị thất lạc trước đây. Bà Hạ kể, mang thai đứa con trai thứ hai, có thể là Randy bây giờ, khi làm nhân viên một quán bar, lúc ấy bà đã có con trai đầu lòng, cũng là một đứa bé lai da đen, bị gia đình từ bỏ, phải một thân một mình bươn trải nuôi con, không thể một lúc chăm sóc nuôi dưỡng hai đứa trẻ. Bà gửi đứa con mới chào đời được 7 ngày tuổi vào cô nhi viện Thánh Tâm ở Đà Nẵng. Đây chính là viện mồ côi mà Randy từng sống thuở nhỏ, cho đến khi được cho làm con nuôi một gia đình ở Hội An. Người mẹ mất liên lạc với đứa con của mình từ khi ấy, còn cậu bé Randy sau này được chuyển làm con nuôi trong một gia đình gốc Hoa với mục đích giúp nhà cha mẹ nuôi cùng xuất cảnh sang Mỹ theo diện con lai. Khi đã sang được Mỹ, trái với hy vọng, cuộc sống của chàng trai gặp nhiều gian khổ. Dòng đời đưa đẩy, Randy bén duyên với âm nhạc, nổi tiếng dần trong cộng đồng người Việt tại Mỹ là một giọng ca buồn, đầy luyến nhớ quê hương. Chàng ca sĩ Mỹ lai đã nhiều lần trở về Việt Nam hát và kết hợp tìm kiếm mẹ ruột. Bỏ Việt Nam không thèm về, cuộc sống của Nguyễn Ngọc Ngạn ở nước ngoài khổ sở đến mức nào? Là một trong những nhà văn và MC Việt Nam nổi danh bậc nhất thị trường hải ngoại, ít ai biết được rằng Nguyễn Ngọc Ngạn là người mù Internet. Cuộc sống của MC Nguyễn Ngọc Ngạn gói gọn trong 3 không, không di động, không email, không Internet. Ngoài vai trò nổi bật nhất là MC chính của sân khấu Paris by Night trong suốt 25 năm, chắc những ai yêu văn chương không thể không biết đến tác giả truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn. Dù là nhà văn viết khá nhiều thể loại đa dạng từ truyện ngắn đến truyện dài, nhưng truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn vẫn là thương hiệu gây ấn tượng nhất với độc giả. Trong những đêm mưa lành lạnh, hạ ánh sáng của cây đèn trong phòng, bật một câu chuyện ma audio do chính nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn viết và thu âm, chất giọng truyền cảm kết hợp với những âm thanh rùng rợn ma quái trong bản thu, tiếng gió hú, tiếng chó chu, mèo kêu, tiếng cào cửa là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt, sợ hãi nhưng cũng đầy kích thích và hấp dẫn. Đó là lý do mà fan hâm mộ truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn cũng đông đảo, không kém số lượng khán giả yêu thích hình ảnh MC Nguyễn Ngọc Ngạn trên sân khấu Paris by Night. Có thể nói cả hai lĩnh vực khiến cho Nguyễn Ngọc Ngạn được nhiều người biết tới đều không phải định hướng mà ông dắp tâm lựa chọn từ nhỏ. Tất cả đều là cái duyên trời đưa đẩy đến với ông. Nguyễn Ngọc Ngạn có rất nhiều ước mơ như trở thành diễn viên, ca sĩ hát chèo, nhà viết kịch, nhưng tất cả đều không trở thành hiện thực. Nguyễn Ngọc Ngạn sinh ra ở mảnh đất Sơn Tây vào năm 46. Ông là đứa con thứ 3 trong một gia đình gồm 6 anh em tất cả. Đông con, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tuổi thơ ấu của ông bôn ba lênh đênh khắp nơi.
Năm ông mới 8 tuổi, gia đình Nguyễn Ngọc Ngạn chuyển xuống sinh sống tại Hà Nội. Vài năm sau, lại dắt díu nhau ra Hải Phòng. Cái nghèo đeo bám khiến gia đình ông một lần nữa lại cùng nhau di cư vào Nam. Những năm đầu mới chuyển vào Nam, Nguyễn Ngọc Ngạn và gia đình cư ngụ tại Củ Chi, trong một xóm toàn những người công giáo. Từ nhỏ, ông đã thích quan sát và theo dõi mọi người. Ai cũng bận rộn nên cậu bé Nguyễn Ngọc Ngạn mới 10 tuổi tự tìm ra niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống cơ cực lúc bấy giờ. Đó chính là ngắm nghía và hòa vào sự sinh hoạt đời thường của một giáo xứ. Tất cả mọi chi tiết nhỏ ấy in sâu vào tâm trí của cậu bé Ngạn và đeo đẳng cậu tới hàng chục năm sau. Cơ duyên đến với nghiệp viết văn của Nguyễn Ngọc Ngạn cũng xuất phát từ việc muốn ghi lại những câu chuyện ông đã trải qua trong cuộc sống. Bằng trí nhớ siêu phàm của mình, Nguyễn Ngọc Ngạn đã khai thác từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để làm tư liệu, viết nên cuốn tiểu thuyết Xóm Đạo. Ngoài sở thích quan sát người khác, Nguyễn Ngọc Ngạn còn đặc biệt thích đọc sách, cụ thể là thể loại tiểu thuyết. Cuốn sách gối đầu giường của Nguyễn Ngọc Ngạn là Tự Lực Văn Đoàn. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bố mẹ tiếc tiền nên liên tục ngăn cản con trai mua sách, châm đèn dầu tốn kém. Cực chẳng đã, ông đã phải giấu sách vào áo, đến tối mang ra đọc dưới ánh trăng lập lòe. Đó chính là lý do ông bị cận thị nặng. Có thể nói, trung tâm Thúy Nga chính là cái nôi lăng xê tên tuổi Nguyễn Ngọc Ngạn vụt sáng thành ngôi sao, được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết tới. Trước khi được biết tới là MC độc quyền của trung tâm Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Ngạn đã chính thức trở thành nhà văn khi còn ở đảo Prince Rupert tại Vancouver, Canada. Ngoài ra, bắt đầu từ năm 1987, ngoài việc sáng tác truyện ngắn và tiểu thuyết, Nguyễn Ngọc Ngạn và một người cộng sự gốc Đài Loan tên là Chiêu cùng hợp tác với nhau để chuyên viết truyện song ngữ cho thiếu nhi như Tôn Ngộ Không, Hoa Mộc Lan, cả hai là đồng nghiệp với nhau tại Thư viện Trung ương Toronto. Đồng thời để trang trải cho cuộc sống, Nguyễn Ngọc Ngạn còn làm thêm nhiều công việc nữa như nhân viên bảo hiểm, người phiên dịch. Thời điểm đó, Nguyễn Ngọc Ngạn đã được ban lãnh đạo của Trung tâm Thúy Nga để mắt tới và ngỏ ý muốn cộng tác sau một thời gian theo dõi hoạt động văn chương của ông. Vì lúc đó, Nguyễn Ngọc Ngạn đã là một nhà văn khá có tiếng tại thị trường hải ngoại. Lối hành văn ngắn gọn, chặt chẽ và cốt truyện gây bất ngờ trong những tác phẩm cho thấy Nguyễn Ngọc Ngạn là một nhà văn có tư duy sắc bén và thông minh. Đây là tố chất cần thiết cho một người dẫn chương trình. Tuy chưa gặp Nguyễn Ngọc Ngạn lần nào nhưng ban giám đốc trung tâm Thúy Nga đã rất kỳ vọng một người như ông có thể thổi làn gió mới đến show. Và một cuộc điện thoại mời cộng tác định mệnh từ ông Tô Văn Lai, giám đốc trung tâm Thúy Nga vào năm 1992 đã trực tiếp thay đổi cuộc sống của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Đứng trước một lời mời đột ngột sang Paris làm người dẫn chương trình, Nguyễn Ngọc Ngạn vô cùng bối rối. Không phải do thiếu tự tin mà đứng trước một lĩnh vực mới lạ, mà vốn kinh nghiệm là số 0 này, ông nghĩ đó chưa chắc là nghề dành cho mình, và hẹn sẽ trả lời sau. Nguyễn Ngọc Ngạn đã đi hỏi ý kiến khắp mọi người thân trong gia đình, và mọi người hầu hết đều can ngăn. Vì trong giới nhà văn có tiếng tăm mà dẫn chương trình giờ thì sẽ phá hoại hết tiếng tăm đó. Chỉ duy nhất một người ủng hộ ông trở thành MC là người em trai ruột của ông, nhạc sĩ Ngọc Trọng. Em ruột ông cho rằng nếu như Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC xuất hiện trong chương trình video nào đó thì gia đình và người bố cao tuổi của ông ở Việt Nam có thể được nhìn thấy gương mặt ông cho đỡ nhớ. Đứng trước lý do xuất phát từ tình nghĩa ấy, vợ ông cuối cùng đã khuyên Nguyễn Ngọc Ngạn nên đồng ý trước lời mời của ông Tô Văn Lai. Cuối cùng Nguyễn Ngọc Ngạn đã đồng ý xuất hiện trong chương trình Paris by Night số 17, địa điểm thu hình tại Paris. Nhưng vì vẫn hồ nghi về sự hưởng ứng của khán thính giả nên ông quyết định chẳng cần đầu tư trang phục tóc tai chi rườm rà. Ông vẫn đeo kính cũ, đôi giày đi đã lâu và bộ vest cũ. Thường ngày ra sao thì ông bê nguyên lên sân khấu như vậy. Trong chương trình video đầu tiên với vai trò MC, Nguyễn Ngọc Ngạn đã không chọn cho mình lối dẫn chương trình chọc cười khán giả như những đời MC trước đã làm. Ông chọn phong cách nghiêm cẩn như một ông giáo làng. Ngay từ những câu đầu tiên, Nguyễn Ngọc Ngạn đã đọc vài câu thơ của Thanh Tâm Tuyền, khiến khán giả bất ngờ. Sau đó ông đưa khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì kiến thức văn chương và triết học rộng lớn của mình. Chỉ sau đêm diễn đầu tiên đó, ban giám đốc trung tâm Thúy Nga đã đề nghị trực tiếp với Nguyễn Ngọc Ngạn trở thành người dẫn chương trình độc quyền cho show Paris by Night. Paris by Night số 17 sau khi phát hành gây được nhiều tiếng vang. Nhiều nơi mời Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC nhưng ông từ chối vì đã ký độc quyền với trung tâm Thúy Nga. Đến lúc đó ông mới tin vào tài năng dẫn và điều khiển chương trình của mình. Thấm thoát đã 25 năm kể từ ngày Nguyễn Ngọc Ngạn bước vào nghề MC. Cái tên MC Nguyễn Ngọc Ngạn và kỳ duyên trở thành huyền thoại trong lòng những khán giả hải ngoại và là bảo chứng rõ rệt cho sự thành công của đêm diễn. Thành công và nổi tiếng là vậy. Ít ai có thể biết được rằng Nguyễn Ngọc Ngạn là một người tối cổ với công nghệ. Ông không dùng email, máy tính, điện thoại di động, không biết dùng internet.
Tất cả bản thảo văn chương và kịch bản dẫn chương trình đều được Nguyễn Ngọc Ngạn viết tay, vốn kiến thức để làm tư liệu nghề nghiệp, ông tìm kiếm trên sách báo TV. Ngoài công việc đi show để thu âm và dẫn chương trình, ông thu mình trong tư gia biệt lập bên cạnh gia đình để sáng tác và nghiên cứu. Người vợ hiện tại tên Diệp là người đồng hành với Nguyễn Ngọc Ngạn, là người vợ thứ hai, vợ đầu của ông đã mất. Bạn bè và những người không quen thân với ông, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu không tuổi của cặp vợ chồng này. Dù đã qua tuổi 75, nhưng họ vẫn luôn giữ được lửa hôn nhân ngọt ngào, luôn âu yếm gọi vợ bằng tiếng em thân thương. Người em thân thiết của Nguyễn Ngọc Ngạn là MC Kỳ Duyên đã tiết lộ, hôn nhân của ông với bà Diệp là kết quả của một mối tình sét đánh. Chỉ gặp một ngày là MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã quyết định cầu hôn ngay người phụ nữ đặc biệt này. Kết quả là đã sống bên nhau 34 năm hạnh phúc viên mãn. MC Kỳ Duyên còn hài hước phong cho bạn diễn Nguyễn Ngọc Ngạn là hội trưởng hội sợ vợ. Vì lý do tuổi tác đã cao nên MC Nguyễn Ngọc Ngạn giảm bớt những chuyến lưu diễn xa, nhưng hễ ông đi đến đâu cũng có vợ đồng hành. Đồng nghiệp kể lại có những lần lưu diễn xa, MC Nguyễn Ngọc Ngạn mang theo hai vali quần áo rất to, thì ra đó là vali của ông và vợ, vì ngày hôm sau bà Diệp mới bay đến, sợ vợ một thân một mình phải mang vác khệ nệ nên ông sẵn sàng mang đi trước. Một sự nghiệp rực rỡ, một gia đình hạnh phúc chính là nền tảng để MC Nguyễn Ngọc Ngạn luôn toát lên sự lạc quan và vui tươi, luôn là nhân vật truyền cảm hứng đến khán giả. Đối với ông, tuổi tác chỉ là con số, tận hưởng cuộc sống sao cho trọn vẹn mới là điều ông quan tâm mỗi ngày.